Omani, chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta chiêu thức số 6 của bài khí công dưới căng kinh. Chiêu thức này giúp thông cho hệ thống ruột non cơ thể của chúng ta, giúp chúng ta hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Ai có những cái bệnh đường ruột này, những cái bệnh liên quan hệ thống tiêu hóa thì tập bài này nó rất là tốt nhé. Cách tập như sau. Ta vẽ vòng tròn từ trong ra ngoài này. Ngón áp út và ngón út là hai ngón dẫn khí. Ta xoắn tay như này, xoắn về hai bên. Đây là cấp 2 của dịch cân kinh rồi. Sau đấy đẩy tay về phía trước, ngón út chạm nhau, tay đưa lên từ từ, ngón út vẫn chạm nhau này, tách sang hai bên, thiền đứng. Sau đây chúng ta xả khí này. Ngón tay út là ngón liên quan đường kinh ruột non, thế nên trong bài này chúng ta hai ngón út chạm nhau. Lần số 2, áp út và út xoắn tay, đẩy ra phía trước ạ, út chạm nhau, tay đưa lên từ từ, sau đây tách hai ngón ra, thiền đứng, xả khí thông kinh. Vâng, vừa rồi chúng ta kết thúc chiêu thức số 6 của bài khí công dịch căn kinh. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Hẹn gặp lại chúng ta ở các video tiếp theo. Học đầy đủ khóa học online dịch căn kinh hỗ trợ trị bệnh tại trang web thiềnchữabệnh.com các bạn nhé. Xin chào. Năm 2008, bản thân vốn là người mang nhiều căn bệnh khó chữa như suy giảm chức năng gan, thận, viêm xoang, viêm họng. Thầy Phúc Thành đã dành 10 năm tầm sư học đạo cùng các bậc chân sư để tu luyện khí công và thiền định tự chữa bệnh. Năm 2015, được biết đến là người sáng lập trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm nhằm lan tỏa những bài khí công chữa bệnh cho cộng đồng. Là người khai sáng phương pháp mở khớp giúp cho 50.000 học viên ngồi thiền kiết già dễ dàng hơn. Khai sáng phương pháp định tâm trong thiền định, giảm stress trong cuộc sống. Thầy đã giảng dạy miễn phí cho hơn 80.000 người qua nền tảng trực tuyến. Một người được biết đến với sự cho đi không ngừng, lan tỏa giá trị yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Sứ mệnh của thầy là giúp cho 5 triệu người Việt Nam được tập luyện khí công và thiền định, nâng cao sức khỏe, giảm stress, có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thầy dành tặng khóa học thiền giúp bạn sống hạnh phúc hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tag tên 3 người bạn, share về tường, truy cập thiềnkhícông.com để nhận khóa học này.